Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mẫu Nhà Đẹp. Xin được kính chúc các bạn có một buổi sáng tràn ngập năng lượng, thành công và hạnh phúc. Mình là Hoàng Anh. Hôm nay mình làm một cái sơ đồ mặt bằng giúp một bác tên là Nguyễn Văn Huy ở Hà Nội. Bác ấy có nhờ đơn vị mình lên cái mặt bằng tổng quan và cái phối cảnh 3D giúp bác ấy với miếng đất kích thước là 7m chiều rộng, chiều dài là 13m. Công năng sử dụng là bác cần có nhu cầu là 3 cái phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn cùng nhau. Thì sau khi mình xem qua cái yêu cầu của bác đó thì mình đã lên một cái mặt bằng, một cái sơ đồ bố trí công năng cho cái phù hợp với cái miếng đất của bác ấy và công năng sử dụng. Thì xin mời các bạn cùng theo dõi. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết tới, để giúp cho mình có nhiều cơ hội được giúp đỡ được nhiều người hơn. Xin cảm ơn và mời các bạn cùng theo dõi video. Như các bạn thấy là với cái miếng đất là 7x13m như thế này ấy, thì mình bố trí một phía cái sơ đồ của mình là sẽ bên tay phải lối vào là cửa đi cửa chính. Thì mình sẽ bố trí là phòng khách này, sau đó là phòng ăn, sau đó phòng bếp ở trong cùng. Còn phía bên tay trái lối vào ấy, thì là mình sẽ bố trí cái khu chức năng là phòng ngủ, khu vệ sinh của gia đình. Thì để nó rõ ràng, để khi mà cái lối giao thông nó thuận tiện khi mà sinh hoạt, lẫn vấn đề là các cái tiện ích khi sử dụng, thì mình bố trí cửa. Xin mời các bạn xem gần 3D nhé, nó dễ. Đây là kích thước tổng quan của cái ngôi nhà này. Thì chiều dài là 13m, chiều rộng 7m. Mình sẽ chia làm hai, một chiều là chia làm hai cái phân khu chức năng. Một phía là một bên là 3,5m, một bên là phòng ăn phòng khách là 3,5m nữa. Đấy, còn khu bên này thì là mình bố trí khu vệ sinh, hai cái khu vệ sinh này. Đó, phòng ngủ này, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ. Đấy. Có một phòng ngủ master là cái phòng ngủ này, phòng ngủ chính thì mình bố trí phòng vệ sinh bên trong. Đó. Thì cái công năng cái phòng này nó rất là hợp lý. Đó. Thì đây là tổng quan của cái mẫu nhà 7x13m. Thì để chi tiết hơn thì mình sẽ làm một cái video nữa về cách bố trí nội thất và công năng cảnh quan của cái ngôi nhà này. Thì các bạn vui lòng xem cái đường link của video ở phía dưới phần mô tả hoặc là comment video thì các bạn có thể thấy được ngay cái video về bố trí nội thất. Thì nếu như các bạn chuẩn bị xây nhà hoặc là có người thân, họ hàng, hàng xóm mà chuẩn bị xây nhà mà gặp vấn đề về liên quan đến bản vẽ hoặc là phối cảnh 3D thì hãy liên hệ với mình. Bên mình sẽ hỗ trợ giúp các bạn miễn phí nha các bạn nhé, để giúp cho các bạn có được cái ngôi nhà ưng ý nhất, để giúp các bạn có cuộc sống tuyệt vời. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào.